and it's time for it to come down. Mom, what you mean to me? Huh? What you say? Mẹ quay cho cô chú coi, chơi với mẹ buổi sớm nè, chơi bị bệnh nè cô chú nè, tối mà tối chơi ngủ quá, chơi bệnh, chơi thức mấy lần luôn, chơi hóc khô luôn á. Còn coi khác đi, không có khác đi. Giờ hả, mới có 6 giờ sáng. Chưa thì cầy cái này quảng cáo thôi mà, mình đâu cần mở lớn đâu. Chơi vậy chơi uống thuốc rồi đó cô chú. Cái họng của chơi bị đau hả con ha, bị đau họng ha. Trời ơi, bệnh mà còn giỡn nữa trời. Con có nhớ mẹ không? Đây, đừng có bỏ làm tay gì, bỏ ra đi. Gì quá. Mày đi, con có nhớ mẹ không? Bệnh mà còn giỡn nữa, nó chơi bị sang tiếng nói chuyện không được luôn á cô chú. Mom, it's doing snap good. Sao? This pants don't lay good. Con nói sao mẹ không hiểu luôn á. Mom, this pants don't lay good. À, thấy chưa? Bởi vậy mẹ nó đi ra ngoài đây ngồi chi? Hay là con nằm xuống cái gối màu này đi, nghe con đi. No, Daddy made me wear this. À, con không có muốn mặc cái quần này phải không? Uh-huh. Quần này nóng phải không? Uh-huh. Mày cho mày đổi quần khác cho con nha. Uh-huh. Đúng rồi, hồi tối này là mẹ nằm mẹ ôm con, mẹ thấy con mặc cái quần này là mẹ thấy sai rồi. Mẹ nói cái quần này nóng dữ lắm đúng không? Cái quần này chỉ có mặc mùa đông thôi. Tự nhiên cái mẹ nằm qua mẹ ôm con cái, mẹ thấy con mặc cái quần này là mẹ thấy sai rồi. Cái quần này là cô chú nè, cái quần này nó bằng nỉ, cái quần này chỉ là có mùa đông á. Ở ngoài trời mùa đông á thì ở trong nhà nó lạnh á thì mới mặc cái quần này được. Còn không, tự nhiên cái mùa hè 3 tháng 8 tự nhiên ba bút vô mặc quần này hả con ha. Bởi vậy mới múc vào ba mặc vô mà con không thích là con nói ba liền nghe chưa. Nói ba ơi, con không có mặc quần này nghe không, kỳ thiệt. À, con muốn đi chơi nhưng mà tới những cái chỗ nào mà không có con nít ra phải không? Để làm chi vậy? Mom, I just go to the new park. The big castle. À, cái chỗ mà ở trên Birmingham á hả? Uh-huh. À, chỗ đó cũng có con nít nữa. I want to go there. Cũng muốn đi đó hả? Ok, để chừng nào chừng chút nó uống thuốc mạnh đi rồi đi nha. Dây này bệnh rồi cô chú ơi. À, mấy ngày rồi cô chú chưa gặp dây nào, không có quay video clip của dây cho cô chú coi. Nay về bệnh đây nè, đi học quá hả, gymnastic đi học được chắc 1-2 ngày vậy đó rồi về bệnh luôn, nghỉ tới giờ luôn được rồi không? Bởi vậy hả, không có thích cho chay đi học, không có thích cho chay đi học là vậy đó. Đi học cái à, mày đẩy con ha, đi học đó là giống như A Trì đó không? Thôi đi chạy từ từ thôi, mày nói mày vừa đẩy mày vừa nói chuyện cô chú nữa sao chạy nhanh được. Đi học với A Trì bệnh hoài luôn mày, bởi vậy giờ biết thì sao giờ, cũng phải chịu thôi chứ biết sao giờ, phải cho nó đi chứ không lẽ ú nó trong nhà miết. Bệnh để tạo chất đề kháng tốt hơn. Nay bệnh á hả là nó đau cổ lắm cô chú ơi, cái tiếng của nó bị khan tiếng luôn cô chú ơi, tội nghiệp em lắm á cô chú. Con bệnh sao con nói cho cô chú nghe coi. Con bị đau chỗ nào? Con bị đau chỗ nào? Đạp lên. Giờ mạnh rồi đi ra đạp xe đạp nè. Bệnh cũng tới nay là nó bệnh từ cái lúc mà Ngọc đi đi Chicago á là nó đã có cái dấu hiệu rồi. Rồi, chạy xuống ngang, chạy xuống cẩn thận nghe. Cẩn thận nghe. Nghiệp em ghê luôn. Đòi đi công viên đồ chơi. Mà hả, không nói đâu có được, bệnh đâu có đi công viên. Hả? Ờ, Nga Trì nó đi công viên chơi đấy con. Mình ở nhà thôi, mình đừng có gặp ai hết đó biết không? Ờ, không biết nữa, mẹ không biết Nga Trì đi công viên nào nữa, mẹ chịu thua. Mình đừng đi gặp người ta bệnh tội nghiệp người ta nghe con.
mình bị bệnh, mình đã mệt rồi, mình đâu muốn ai bệnh đâu. Hả? Đúng rồi, mấy đứa kia đi ra thiện ngoài. Hồi nãy cái đây có thiện của cái chú kia kìa, cũng có lâu lâu cuối tuần á. À, lâu lâu cuối tuần cái chú đó có mấy đứa cháu ngoại tới, có ba đứa nít con gái mà nó ngồi trong nhà nhìn rồi nó ham đi ra chơi lắm. Mà Ngọc nó ho, con ơi bệnh rồi đâu có đi ra được. Cái nó nói mẹ có số điện thoại của mấy chị đó không? Nói có, nói chừng nào cũng hết bệnh á mày gọi mấy chị đó tới chơi con, nó tội nghiệp không? Trời ơi, cần người chơi tới mức độ. À, mày đẩy con ha. Rồi Ngọc kể cho mọi người nghe, cũng là mấy đứa nít đó luôn. Hồi bữa Ngọc với nó lúc mà cái video clip mà hai mẹ con đi thuyền khai giác á, cái xong rồi cái hả nó thấy mấy đứa nít đó, cái nó leo lên lại, nó nói mẹ con muốn con không có chơi thuyền khai giác nữa đâu, con đi con muốn đi với gói anh. Ok, con muốn đi đi chơi với mấy chị đó. Thế Ngọc thì ngồi đang ngồi với thuyền khai giác á, cái Ngọc sụ cái mặt xuống ngồi, Ngọc gục cái đầu xuống ngồi đường. Cái nó leo xuống cây giác lại, nó thôi được rồi, để con đi chơi với mẹ, con chơi mấy chị kia sau này, chứ mấy chị đó tới con chơi sau, con đi chơi thuyền đi chơi mẹ. Thấy tội nghiệp, gió nhiều quá trời ơi, gió mạnh quá. Thôi đi vô đi con ơi, đi vô uống miếng thuốc đây nè, đi vô uống miếng thuốc, uống từ sáng tới giờ rồi, vô uống miếng thuốc để cho mình cười, mình dập nhiều vô để cho nó mau hết bệnh con. Gió nhiều quá là khó hết bệnh đó con. Một hai, ôi trời ơi sao khó vậy. Rồi ok, rồi đi vô mày lấy miếng thuốc uống nha. Trời ơi nãy ngủ dậy hả, khóc quá trời luôn, giật mình á, con Di bệnh mệt á. Đi vô con, rồi lên ghế ngồi đi, uống miếng nước đi con, uống miếng sữa không mấy. À không, uống thuốc là không hết bệnh, là không có được đi chơi với mấy chị. Con uống đi rồi ngày mai hết cái mẹ kêu mấy chị tới. Today looks like strawberry at all. Đúng rồi, giống như là uống cherry gì đó con, ngọt vậy thôi chứ đâu có gì. No, it's red cherry. Đúng rồi, cherry màu đỏ. Mama, we're going to your cheek. Gì vậy? Because it's. À, khoan, uống hết đi rồi đi. No, uống hết cho. Để con lấy cái gì? Con muốn lấy cái gì? I'm trying to stand out there. Con nói sao mẹ không nghe hiểu? Muốn lấy vậy? Uống hết đi rồi đi. Đừng có cầm mà đi vòng vòng nữa, mệt quá. Trời ơi, uống bao nhiêu đi, tôi nói uống thuốc mà đi y như thưởng thức vậy. Hả? Cười nữa. Uống thuốc mà làm y như là nó uống nước ngọt, nó đi nó vừa thưởng thức nữa. Cô làm hồi đổ đặng đập á. Nhà. Sắp hết rồi. Nhà chay là từ giờ cho tới hết hè là sẽ sửa chữa lại nhiều lắm á cô chú, nên là sẽ rất là bừa bộn. Ở bây giờ con muốn ngồi ngoài đường hả? Ngồi ngoài làm gì? Gió. Con uống hết đi rồi mẹ cho đi ra. Uống hết. Rồi. Trời ơi, nếu con muốn mở cửa ra, con đứng đây để con feel the weather, có nghĩa là con hưởng thụ cái thời tiết á. Sắp hết rồi, giỏi. Trời ơi, hưởng thụ thời tiết đã bệnh mà hưởng thụ thời tiết, sao tôi mệt quá đi. Uống hết lẹ lên. Bể cái ly bây giờ. Gió lạnh lắm, gió lắm á chay ơi. Gọi con này miếng này uống luôn uống hết luôn. Mình đâu có để bỏ miếng nào đâu. Đúng rồi. Trời ơi. Thôi đi vô đi con. Sửa lại cái quần ơi. Quần nó hơi bị lưng ngược rồi đó. Tự mặc cái quần nó hơi bị ngược rồi. Sửa vô. Trời ơi, ra chạy xe nữa. Ok rồi. Bắn mẹ bắn con nè. Mẹ bắn con nè. Con bắn mẹ đi. Đi ra đây. Ui trời, nó bắn tôi quá trời luôn rồi. Mẹ ai chay, mẹ biết được cái cô nào là người mua này cho con rồi đó chay. Hả? Không phải, cô đó, cô nhắn tin cho mẹ. Con ngồi xuống đây đi. Cô nhắn tin cho mẹ nên là mẹ biết cô là ai rồi. Wow. Bắn bị gió ngược rồi, bắn bị ngược gió rồi, nó bay rồi một kia lum à. Wow, bắn ngay mặt chay nè. Yeah, bông chiêu. Giờ tới chiều qua cho uống thêm hả, hai lần thuốc nữa. Trời, con khiêu mẹ luôn hả? Trời ơi, biết sao biết dùng từ đó hả? Hả, tại sao biết dùng từ đó?
I'm gonna get you. I'm gonna get you. Nó bay theo đằng kia không mà chay. Mình bắn tới đâu có nó bay theo gió đằng kia hết rồi chay. Bắn tới đâu nó bay theo gió đằng kia hết trơn ai. Yeah. Phải giữ lại hai cái bình này nha, để bỏ xà bông vô chơi nha, chứ còn mất hai bình này là không có xà bông chơi đâu đó. Bùng chiu, bùng chiu, bùng chiu. Bùng chiu. Trời này sao người có quýnh lộn. Là nó bay lên kia hết rồi ai. Nó ngược gió bay lên kia hết rồi uổng. Không, con bắn đâu được mẹ đâu. Con bắn gió nó thổi lên kia không à. Con phải đứng như vậy nè. Đó, con đứng như vậy nè, con mới bắn được mẹ rồi. Bắn mẹ đi. Đó, thấy không. Con phải canh cái hướng gió. Nó hướng gió nó đi cái hướng nào. Hồi bữa lúc mà đi ra thì đi ra cây giác. Mom, how I stop it? Hả? How do I stop it? Oh God, oh, đi vô lấy khăn chùi. Nè, con bắn mày bằng hai cái cây luôn đi. Rồi. Ủa cái này sao không dừng lại được? À, chắc. Ủa, con mẹ cũng không biết này sao không có dừng lại được nữa. Sao cái gì? Nó bị mắc kẹt rồi quá. À, à, để giữ cái này lại cho mốt cho A Trì chơi, đúng rồi. Đưa cho A Trì đem về nhà mà nó cũng không có biết nên nó để đây luôn thôi, kệ để đây luôn, mốt hai đứa kêu qua chơi thôi chứ có gì đâu. Rồi để đâu cũng vậy. À con sẽ cầm lên được con chiến đấu với A Trì ha. Hồi nãy A Trì mới đi ngang qua cô chú nó nói chơi. Cái hỏi A Trì đâu á, nó đi công viên với mẹ nó. Phải không chơi, A Trì đi công viên với mẹ nó phải không con? Trời. Đừng có bắn vô mặt nha chay. Con cầm cái này nè, con tự bắn vô mặt coi nha. Giọt vô, chỉ tự bắn vô mặt coi, tự bắn vô mặt coi, bắn vô. Bắn vô mặt của mình đi. Bắn vô. Đúng rồi, đi thẳng tới cái mắt của con luôn á. Giờ mày vô mày lấy cháo vô cho con ăn nha. Dạ. Nô lại tao đập. Đúng rồi. Ừ đó, đang kể chuyện hồi bữa mà lúc mà hả đi cây dắt ngoài kia cái hả cây Ngọc với chay thì cố gắng đi vô trong bờ mà gió cứ thổi mình ra không à, mà Ngọc không có nói gì. Ngọc cố gắng Ngọc chèo vô cái nó nói mẹ cái này là do là tại là gió đó mẹ, nên là gió đẩy mình vậy. Ngọc còn trời, Ngọc hết hồn luôn. Ngọc nói ủa sao nó biết hay vậy trời, có ai nói gì nữa đâu mà nó biết là vô. Thương mẹ không? Mommy, ôi tại vì tự nhiên cái con nhào lại con ôm mẹ nên là con bị đau vậy á. Trường nhắm mắt cô chú ơi. Chú. Em bệnh nè. Con mệt không? Đi vô ăn cháo xong rồi mở phim hoạt hình lên vô trong giường ngồi nằm coi nha. No, watch out. I want something else. Oh, you don't want chào hả? Ủa chào là gì? Mẹ nói cháo. I need the gum. No, anything in it. Can you make me that? Not yet. Là sao? But, con muốn ăn gì? Cơm. À, con muốn ăn cơm hả? Mom, ăn cơm later, với gì? Later. À, chút nữa ăn cơm. No, anything. À, ăn cơm mà là ăn cơm không á hả? Trời ơi, như vậy thì làm sao mà có cái chất để mình chống lại bệnh tật được? Hả? Ăn cơm mình phải ăn với thịt. Dơ không à? Trời ơi, I want cơm, bệnh nào, bệnh nothing nghe nè. Là ăn cơm là không có... Đó, không có bệnh đó, ý là bệnh đó nghe. Đó, bệnh đó. Nó kìa, nó bệnh mà nó dẫn ngươi ghê chưa cô chú kìa. Trời đất ơi. Hồi nãy đứa nào mới ngủ dậy mà khóc quá trời khóc hả? Khóc sướt mướt. Rồi giờ là làm cái chuyện gì đây? Hôm qua con nhớ mình nằm mình coi cái con gì mà nó cái này là cái gì của con ạ? No, cái này là cái gì của con? Cái mọc. Cái đó là cái gì của con ạ? Abidi. Đừng đời không? Abidi là cái gì? Cái này là cái bóng của con nè, shadow, remember? Abidi. Nè, cái gì đó. Mẹ đi mấy ngày ở nhà ấm nhôm nhất rồi nè. Ở nhà ấm nhôm nhất, mẹ đi mấy ngày ấm nhôm nhất rồi đó. Nay về là mẹ cho ăn lại nghe chưa? Nghe không? Mày bệnh mấy ngày cũng nôm nách rồi nè. Mama đưa. Thật
mấy nè không nóng nóng nát rồi sao thôi nhảy coi nhảy bệnh đó bệnh đó bệnh dữ lắm luôn đó thôi dẫn ngươi chưa người đất ơi thế đâu à dạo này nó hết thích chơi bà đi đâu ra sao cô chú bà ngồi bà cô ngồi ngoài đây nó cũng không có chạy qua nó chơi nữa trời còn mà cái lúc xưa hả là hả nó qua nhà người ta nó chơi tới 10 giờ 11 giờ đêm giờ cái bà ngồi đây cái nó cũng không lại nó ngồi nó kêu con lại chơi với bà đi con nó không muốn chơi với mẹ à thay đổi dễ sợ không con người thay lòng tại vì con thích mẹ hả ủa chứ còn con không có thích bà đi đâu rệt nữa hả con còn thích bà đi đâu rệt không còn ngày sau con không qua chơi với bà đi đâu rệt thôi nó tầm bậy không à phê trên sân game gì hồi bữa bà đi đâu rồi bà ngồi ở ngoài đây nè mẹ với con ngồi chơi thằng kia mẹ nói con chạy qua chơi bà đi đâu rồi không con nói không mà con không là không luôn á mấy tháng rồi con không có qua chơi bà đi đâu rệt luôn á gì mày ấm nhôm nhất rồi kìa nay là mẹ về là mẹ phải cho ăn uống cho đầy đủ vô gì không cái này cái ghế của người ta tự nhiên đi lại lấy shop pillow để làm gì cái ghế của người ta nó đòi nó lấy mấy cái miếng để dán bỏ cho đây để nó ngồi cho nó êm đó cô chú ý nó như vậy đó chị đó là chị con của chú trái cấp đó con gái của chú trái cấp đó hello con gái của chú đó hai nó điền trước chú điền sau đó ngày trời cũng ok nắng gió nhiều không có gió là thì nóng hơn hello I'm good how are you say hi trời ơi có được đời không có được đời không trời đất ơi chu đồ chu đồ bà chu đồ bà chu đồ chocolate đồ thôi đi vô ăn nè con đi vô mẹ cho ăn cháo đi vô đây sao không ăn cháo nó dễ hơn cơm chứ giờ ăn gì ăn gì cơm với trứng hả con bị nè con bị đau họng mắt khó nuốt lắm hồi sáng này mẹ đã làm cho con ăn trứng một lần rồi nín giấc hồi sáng này mẹ làm cho con ăn trứng một lần rồi ôi chết cha cái này nó bị ấy rồi nè này nó bị thấy cái này lên nè ừ bị dở mặt này lên luôn nè không cái này mẹ không thích cái case này chút nào hết mẹ phải lên cái order cái case khác cái case này dởm quá quá dởm nè con thích đi đó cái này nó dởm quá trời dởm luôn á bây giờ mẹ lên mẹ order cái case khác nhưng mà biết làm sao không hồi sáng này á nghe lời mẹ hồi sáng này đó là con đã ăn trứng rồi một ngày mình không thể nào ăn trứng hai lần được hết miếng rồi ăn miếng xí thôi rồi cái mày làm trứng cho ăn nha ăn chút xí thôi rồi mày làm trứng cho ăn ha giỏi thấy không cái này nó dễ nuốt lắm con mà nãy vô cái mình nuốt liền nó dễ con biết không chứ bây giờ mà con ăn cơm hả con nhai nó khó ăn chút xíu thôi rồi mẹ làm trứng cho con ăn nha làm trứng như làm cơm ôi sao mẹ sẽ đứt tương vô nữa ha cho nó thơm rồi mẹ coi coi à bây giờ cái này á là nó chỉ mình á là mình gắn vô ăn miếng mẹ chỉ ăn miếng đúng rồi ăn miếng mẹ chỉ cho đâu có gì đâu rồi bây giờ á là con gắn vô cái đầu này phải gắn vô đây ủa sao nó sờ sụp lụi vậy rồi này gắn vô đây chưa xài rồi cái đầu này gắn vô đây đó
Ủa sao nó đi kỳ vậy? Ủa? Đó, ủa? Đi gì tửa lửa tựa lừa chạy không kìa sao đầu quay. Đó. Đúng rồi, đầu khi hắn chứ. Đúng rồi, thấy chưa? Đúng rồi, nó còn hay ghê, cái đó hay với con ha. Thấy chưa cô chú chưa? Cô chú thấy chưa? Nó nói gì nói à. Ráng năn nỉ lên chút là được à. Ăn hết chén cháo này chút nữa cái mày làm cơm trứng ha. Ủa, cháo này nó dễ nuốt phải không? Nó dễ nuốt cái nó cục cơm mất công nhai. Cháo cái mình ăn xong mới vô cho nó lẹ không ha. Đây mày chỉ rồi, đây mày chỉ rồi. Cái này á là còn phải gắn cái đầu gắn cái mẹ cái chả lớn. Ui trời ơi nó đi gì dữ rồi. Đây nè con. Đúng rồi, còn cái này con kéo nó lại đây. Ủa? Mommy's too big. À, đúng rồi, để mày coi coi. Ôi, ăn miếng đi rồi mày chỉ cho ha, cái đầu này là cắm vô đây. Nó phải kết nối hai đầu. Chết cha, bởi gì vậy? Bởi vậy con phải nhai xong rồi con mới nuốt chứ con đừng có nuốt trọng. Con nuốt trọng là con bị hả? Đó. Con phải nhai nghe chưa? Nhai xong rồi nuốt nghe không? Nhà mặc dù nó dễ nuốt như vậy đó nhưng mà cũng phải nhai. Đảo 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 qua cái miệng mình đã xong rồi mình mới nuốt. Nghe không con? Đúng rồi, trời ơi, nó nhai xạo rồi, nó nhai. Chứ nó nhai đâu mà nó nhai. Ê, nó nghe nào hôm qua lúc mà mẹ trên máy bay cô biết mẹ chơi game gì không? Mẹ chơi game mà hả? Cầm mấy cục gạch á. Cầm mấy cục gạch đi á. Hôm qua trên máy bay hả? Nửa một tiếng đồng hồ mẹ chơi game đó không á. Nhớ nhai nha, đảo cái miệng qua nha. Để qua đây cho cô chú dễ thấy cho để nó che bà nó cái điện thoại nó rồi. Mama chạy chiếc kìa. Ô trời ơi giỏi quá, đúng rồi con, cái đó là chưa cắm điện đó con. Cái gì con? Mama ăn nhiều quá. Còn mua nước không? Kìa kìa nước kế bên con kìa, tự lấy đi. Nhà ba bên đi chạy, ba đi. Trời ơi. Cô chú bên này thấy cái sự cà rỡn của nó chưa? Té rồi, lấy nước uống đi. Lẹ lên. Đây nè, chút nữa mẹ o rồi. Con coi cái khe. Đây nè, coi rồi. Thấy không? Nó bị tróc ra bông tróc hết rồi, không thấy không? Chút mẹ lên mẹ order cái case khác giống y chang như cái case của mẹ vậy đó. Trời ơi, nó chơi cái trò tào lao nữa, phải nói có sao tào lao dễ sợ lắm, giỡn cợt mà nó giỡn hết dữ sao ơi, cái khiếu hài hước ở đâu ra vậy? Uống nước mà uống vậy sao uống hả? À con hung cái nắp chai hả? À. Giỡn dữ lắm cô chú ơi. Quá trời giỡn. Mommy look at the table. Ờ đúng rồi con thấy à. Ôi trời ơi, đây mày chùi nha. Khoan nha, à để lấy xong giấy chùi nha. Cái chùi. Đó, rồi. Cái gì vậy? Trời ơi, nó giỡn nữa. Tôi tưởng nó làm cái gì, nó giỡn nữa. Nhai, đúng rồi, nhai rồi nuốt. Đây. Đó, mấy cái lợn cợn này nè, nó không chịu ăn đây nè. Ráng ăn hết cái tô cháo này đi, cho xong chút nữa mày cho à. Cho cho con ăn cơm ha. À ha. Ồ, cô chú bữa nay thấy bức tường nhà chay không? Bức tường màu chay khác màu không? Lâu lâu chọn những màu khác biệt vậy đó cho cuộc sống đây thêm gì đó. No more white. Muốn nữa thôi con. À, no more white thôi thôi con. Rồi, ăn vô đi rồi mày đi nấu. Ăn đi. Trời cái gì vậy? Ai ăn hả? Ai ăn ớt thì ghê trời. Ông ăn ớt dữ trời. Phải ăn thêm miếng nữa mới có sức. Có con virus đó, nó đang ngồi nó chờ trong đây nè. Nó nói nếu mà không nguyên nhà ngươi không ăn, ta sẽ quýnh nhà ngươi rồi cái là mình bệnh tiếp. Đó, mình phải ăn cái này. Khi mà con nuốt vô á. Ok, chút xí thôi. Khi mà con ăn vô á, có nghĩa là con đang quýnh lại cái con virus ở trong bụng của con á. Để cho con mau khỏi bệnh á. Ủa, cái game ăn ớt hả con? Ớt cay dữ rồi trời. Con chay nó chơi game tội nghiệp lắm cô chú. Nó chơi được con bàn cái đầu ba người ta bắt cái nó câu quảng cáo cho ta 2-3 cái luôn cô chú ha. Bực cái nó bực hết chơi ha. Đúng rồi, người ta đang chơi cái bắt người ta câu quảng cáo rồi họ không câu quảng cáo thì không có được chơi cái game đó ha con ha.
game gì chứ đó, lose it, đúng rồi, bấm vô cái đó. Đây 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 này, chơi cái gì mà cứ ép người ta coi quảng cáo, ố thiệt cái chứ. Người ta chơi một cái game mà thường thường người ta chơi mất 2 tiếng đó con, nó chơi một cái game mất cái tới 4 tiếng mới chơi đã. Nè ta muốn cuối cùng rồi ta, bắn bắn vào miệng, bắn miệng, đúng rồi, bắn vào miệng, bắn bung 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 bung. Rồi ăn muỗng này rồi mày giúp cho, ăn muỗng mày giúp nha, ăn muỗng mày giúp, lẹ lên, lẹ lên bắn vào miệng, ai ăn ăn miếng mày giúp, lẹ lên, rồi lẹ lên, 1, 2, 3, ăn đập nè, bây giờ là ăn đập nè, rồi chút xí thôi, ơi, rồi chút xí thôi, à mày muốn chút xíu thôi, mày muốn nhiều đâu, rồi nè bắn vào miệng nè, đó 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 cho đang lớp nè, nước quá trời luôn, thấy không, thấy không, đó bắn vào miệng nè, ui bắn luôn. Bùng nó hay hay không? Mom nhà đứa mẹ là chị chị ha. Ừ. Bố nó đi coi. Mom nó mua. Muốn cuối cùng, muốn cuối cùng. Mom nó. Chị giờ muốn ăn gì? Mom mua. Giờ muốn ăn gì? Ăn mà ăn mới có chút xíu rồi chưa 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 kịp tráng vô cái bụng đó đó. Mom mua. Mày lấy mẹ à để mẹ kêu ba ghé mua sữa nha. Mua sữa đi về ăn xíu rồi nghe. Ok để mẹ. Mom mua.